Quá bất ngờ, cô Mạnh Chào cô đến từ nha. Bạc Liêu điện Dạ tiếng chào trong cô. mấy ngày qua, Dạ không rồi biết có chuyện hôm gì nay mà đây. cô điện con Thì quá trời tiếng là mới có chuyện gì hỏi, không? cô ơi, cô điện Dạ con có hả? gì không? Thì Dạ bà cô điện nói, em nói với ông cô cô thấy nha, chú thấy Khói chú hiền Khói quá, hiền cô quá. muốn kết nối chú Là Khói. cô điện con hỏi Tiếng vậy hỏi là lý cô do suy là nghĩ cô kỹ muốn kết nối chưa? chú Khói hả? Cô nói cô suy nghĩ Thì rồi ông clip nghe nào cho cô bà cũng biết coi hết thì thì cái ông câu chuyện của cô làm Mạnh cái muốn gì kết ông nói nối là với ông cô với chú tìm Khói như thế á, nào, rồi thì có Tiến xin xong mời bà tất sẽ cả cô chú cho về tôi canh cho được. em. Rồi Hãy đón tôi theo dõi ở đoạn nhà video tôi này cũng nhé. quá tối Thì rồi, Tiến có bán những mặt tôi đi hàng ra ngoài khô, đồng thì ông mong rằng tất cả bởi cô vì chú hôm anh nay em bà mua ấy ủng hộ cho Tiến nhé. tôi chắc tôi bà lên kết nối với ông chú Khối đó, thấy thấy ông tội nghiệp quá. Ông Cô điện con hỏng gà là lý do là cô muốn kết nối chú Khói hả? Chào cô nha. Dạ, chào cậu Tiến. Dạ rồi hôm nay mà cô điện con quá trời là có chuyện gì không? Đó, cái bà lên kết nối với ông chú Khối đó, thấy thấy ông tội nghiệp quá. Ông Cô điện con hỏng gà là lý do là cô muốn kết nối chú Khói hả? thấy ông thấy báo tội nghiệp. Thế ông cái bà nằm bệnh viện đó là nằm bị bệnh tim á, thế Dạ ông nói sống có đại thấy ông được. Rồi tôi thì ở nhà một mình buồn quá cậu ơi, tôi đi chăm bà chăm ông mới về mấy ngày thì tôi thấy tôi chắc tôi yêu quá buồn quá trời luôn cô mà sợ. cô ơi, con nói cô như thế này nè, cô có hiểu chú Khói như thế nào không mà cô muốn kết nối? Ông thấy tôi thấy nói chuyện thấy cũng có đạo đức, thầy kết nối với ông này được thầy được, không được thì Cô tôi không có đi. dạ Dạ cô ơi, bây giờ con dạ nói cô như thế này nè, thật sự ra nó nói đi. con làm kết nối yêu thương thì ai có Dạ nhu cầu thì con cho lên đó. Thì ở đây là con khoan, để con nói hết cho con nghe. Ở đây á, con không có làm mai cho bất cứ ai hết, nhưng mà cô chú nào xin số thì con cho số rồi tự liên lạc lại với nhau. Nhưng mà hôm dạ nay á, con đăng chú Khối á, thì cũng có nhiều người cũng nói con, nói tại sao già quá cho nên làm cái gì đó, rồi cũng ở cũng nghe nói con đó, rồi cái nó hô ông Khối là thế này thế nọ đó, rồi cũng nói con nữa. Thật sự ra bây giờ con cũng không muốn kết nối cho chú Khối, mà cô điện con hổng gà là cũng mấy ngày rồi. Thì bữa nay con muốn bắt máy là cô hỏi con là bây giờ cô muốn kết nối chú Khối thì con không biết sao đây nữa. dạ dạ được thầy tôi nhắn tin cái đường chú Tiến là tôi đi, còn không được thì tôi suy nghĩ sợ làm Bây ông giờ làm con nói sao. cô như thế này nè, Dạ bây giờ con nói cô như thế này nè, thì thật sự ra mà nói thì như nãy con nói, con cũng là ở đây con không làm mai cho ai hết, nhưng mà con cho số thì tự cô điện thoại tự liên lạc lại với nhau. dạ đó nhắn tin thì tôi cũng không biết nữa. Rồi giờ tôi xin số cậu Tiến là đường nhà cậu Tiến là tôi đi, chứ tôi cũng không có biết đường gì đâu. Rồi tôi thấy trong mạng ông gì đó ông phải phạm lên nữa rồi ông chồng tao ông đi tu bỏ nữa chứ gì hay khó vậy trời ơi. Thì con bây giờ con cũng gầu quá rồi, đăng đăng lên thì mọi người không hiểu rồi, nói con cái này, con ở đây con đâu có làm mai cho ai, con chỉ là con chia Dạ sẻ thông tin thôi, rồi mọi người nghe tự tự đến với nhau. Chứ bây giờ thí rồi. dụ đi, bây giờ con thí dụ nè, cái chú đó thì muốn lên kênh con để mà tìm một người quan đài, thì con không cho thì lại nói con nó ủa tại sao mày làm kênh mà không cho tao lên đó. Thì con cho lên rồi thì có nhiều cô chú nói tại sao mà mày cho mấy người lớn tuổi lên làm gì đó, bởi vì cái đường nào con cũng khổ chứ, con không biết làm sao nữa. Thì được ông này thì tôi đi nhà chú Tiến thì nhà, cái đường đó là tên gì nhắn tin cho tôi biên giấy thì tôi đi theo đường Đâu đó. Nhưng có, mà thì cô ấy Sóc Trăng, ở dưới Sóc Trăng có Sóc Trăng là chị Vinh, chị Vinh hay Trăng Bạc Liêu ở Bạc Liêu hồi thì đó cô đâu có gì đâu. Bạc Liêu thì cô đón xe Long Xuyên, xe Châu Đốc á, nói lên tới không nốt tôi Xuyên biết rồi đó, ở đi ông Phạm đó là Long Xuyên rồi không tới đâu nốt xuống ông tới ông thốt Tiến nốt, tới thốt nốt thấu xuống. thốt nốt hen Nói trời ơi. cho cô xuống là gần cầu Bằng Lăng, nói gì đó chăng chỗ ngã ba đường tránh thốt nốt gần cầu Bằng Lăng. Đi nhắn tin đi sẽ cái gì đường bằng thấy tôi nhắn tin mà tôi viết giấy tôi đi đây dạ Gái cô hơi dạ. dạ gái cái nhỏ thứ hai nhà nó đang luộc bánh bữa nay là đồn ta Tết á. Tết hả? Dạ Tết đồn ta. Tết ông ta ha. Dạ Cho con xuống dưới ăn ké được không? ké được trời ơi. Hỏi hỏi gái cô cho không đó. Cho được đi 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 đốt cái lửa cái bánh bánh té
Ê, cô về mấy ngày rồi? Về cũng hơn nửa tháng rồi, đi chăm bà ở ở An Giang á, đi chỗ đó ta nuôi ếch. Đi tới đó cái mà bà già chết rồi mua ếch hết 4 cây đem về tới đường đường Giảng Ký quận Bình Thạnh cho người ta hết chân luôn, ta mừng. Rồi đó đi làm 1 năm 3 tháng chỗ đó đó. Bây giờ lớn tuổi đi nữa, tính ở nhà một mình buồn quá, thôi thì thấy ông nó cũng được, không phải như ông Hải Phạm. Hải Phạm tôi sợ quá, trời ơi, tôi đi Vũng Tàu cái đi bỏ tôi bận áo dây gì đi nằm 2 mấy ngày, trời ơi giờ tôi thấy lên kết nối, trời ơi tôi sợ ông này quá trời. Mình sống mình gặp nhau tới già đi, yeah. Mà ông chết về cũng được, tôi không có lấy nhà mấy tấm đó, tôi nghèo quá tôi chịu. Bây giờ tôi sợ giàu nước ngoài nước trong hơi hơn nghèo đi. Bây giờ đừng đi gạo nấu cháo được, lo cũng được thiệt. Cô hỏng bài, cô hỏng bài, cô theo dõi cái kênh của chú Khối, cô theo được bao lâu rồi? Dạ coi mỗi ngày cô gì ở đâu con chị tai biến cũng thấy nè. Bây giờ hồi ông Khối nữa rồi, tôi nói trời ông này không có đạo đức quá, mà bệnh tim phổi gì đó mới đám cưới nửa tháng mà bệnh, ông cũng thấy thấy nói tội tội nghiệp đó, ông có đạo đức. Người đạo đức ra chứ. Cô ơi, cô ơi, con nghe điện thoại chút xíu đi. Rồi thì nói chung ra là cô xem cho kỹ chưa nghe, cô định nghe để không thôi là người ta nói con thôi. Thế này thế nọ nữa, con không có cấp con không có làm may cho cô. Dạ mà tôi không có nhớ đường cậu Tiết ở đó, tôi đi vô Hải Phạm tôi đâu có biết đường gì thì đâu. Bây giờ gì nè dạ. thì chút nữa con nhắn cái địa chỉ cho con. Rồi cô dạ, lên dạ. Đó thì dạ. Con cũng nói trước con không có làm mai cho cô. Thì cô đi đến đây thì chú Hai lại thì con là một người chia sẻ thông tin thôi chứ không phải là dạ. Con làm mai, con nói rõ. Con là một dạ, người chia sẻ thông tin thôi chứ con không làm mai bất cứ cho ai hết con. Dù dạ. Thí dụ trẻ không gì nữa. Dù cho trẻ không gì nữa thì ở đây có mấy cô mấy chú có nhu cầu mà để lên kênh của dạ. Con thì con quay con chia sẻ thông tin, ai xin số con cho chứ con không làm ai hết. Dạ. Tôi ai... cậu nói gọi nữa đó. Dạ. Cậu làm ai cho ai nhưng mà ai xin số thì cho. Mà tôi thấy ông này cũng được, không có như Hai Phạm đi tu bỏ tôi rồi tôi đi chăm bà dắt bà nào đó. Người ta nói với cậu gì đó, cậu gì làm kết nối với hồi đó đi nấu cháo ăn đó, cậu gì cậu Cương hả? Ừ. Đi nằm bà đó áo dây bừng lọ, người ta nói là tôi đâu có biết gì đâu. Tôi đi làm chăm bà. Tôi nói ông ơi ở nhà đi rồi đừng cho nuôi gì ở Long An đó, chợ chật chân té. Té rồi gãy chân nó quạt nó quánh gãy chân. Để tôi đi về tôi làm. Ông ở đây bận áo dây nào bà nào kết nối đó. Yeah. Tôi không biết đó, cậu Phương đó, còn không biết ai tôi không có biết. Dạ. Dạ. Tôi tiền bạc rồi đó. Cho tôi 1 triệu tôi không lấy nữa, tôi nói thôi tôi không lấy đâu. Rồi tóc ổng dài tôi cạo, rồi tôi nhổ lông cậu mùi đó, không nhớ hả? Trời ơi, cạo hết trơn. Bây giờ lúc này ông trắng nè, ông đi ghe gì đó, thấy nói chuyện với cậu Tiết mà. Dạ. Yeah. Thì tôi nói khen cái vụ dớ đó, dớ xanh xanh đó. Chú, con của chú cái này mua cho chú 1 chiếc ghe để chú đi chở lúa mướn. Rồi nhà nó cũng có mà nữa, có cái gì đó, có cái mạ đầy với cô Tiến đi đó. Mạ không mà tôi ai dám ở. Rồi bữa nay ông nói vậy mới, ông nói khác. Tôi không thích vậy. Cái nào ra cái đó đi, thật tình đi. Mình già rồi, chứ mình muốn... Tôi thì cổ Tiến thấy là tôi đâu không cần giàu đâu. Tôi không... Thôi, nhà mấy tâm buông tâm, nhà xe tôi không chịu đâu. Tôi thích người già già vậy, có đạo đức thương người, chăm sóc tuổi già tôi. Giờ có 1 ký gạo nấu cháo lon tôi ăn cũng no rồi. Thiệt á. Cô có suy nghĩ kỹ chưa? Kỹ rồi, coi xong clip coi, trời coi. Thấy ông nói chuyện cũng được quá trời, thấy bà nằm bệnh viện tim phổi gì đó. Rồi ông thấy cũng đi thăm đi coi. Yeah. Rồi bác sĩ nói cô gì nè, tên gì không biết nữa. Cô này hơi già rồi nhăn nhăn mặt hết, nói như là cô Lệ. Nếu mà cô Lệ. Vợ cô Lệ gặp ông Khối này là chắc chết, bác sĩ nói rồi ông bả chia tay ông trước. Nghe hết trơn mà ngày ngày không coi hả? Yeah. Ông hay lên thêm tôi cũng coi nữa nè. Yeah. Lúc này ông trắng nhưng mà xài không được, ông này tào lao không thích. Tôi thấy ông nói chuyện cứ tu hú gì tu được, còn bây giờ tôi biết rồi,
vài tháng vài ngày là ông đi 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 tu ở Vũng Tàu nữa đó. Tôi nói tôi cũng tập tôi kết nối với anh mà sao cho tôi đi tu. Bây giờ ông tải ông nói không có gì rồi nói tôi làm bánh gì, bánh đó làm chè chùi nước như gì tôi đi thành phố. Tôi nói thôi anh ơi giờ nhà anh Liêm nó không ăn đâu. Rồi bây giờ bánh này tôi chiên ăn bột rồi chiên ở nhà tôi từ từ tôi lao. Ông nói tôi chiên, tôi nói với tổ tiên đó ông đi giữ cái vườn sầu riêng đó coi hết trơn rồi ở trời ơi bà chiên ơi bà tốt tốt bà chiên đó. Ông nói ừ em ơi chiên đi bột này bỏ cũng uống tôi chiên mà người dân tộc người ta chiên người ta để muối nếu mà không ăn ta để đường mình chiên mình ăn bỏ cháy. Trời ơi ông nói tôi giờ tôi mua thấy ông mua đồ nè gối hai cái mua giỏ mua gì ông nói tôi đi là dư 6 triệu đó ông không có cắt nữa cho tôi chịu tôi nói với tổ tiên cho tôi không lấy đâu anh ơi để đi. Ông nói mua đi lấy tá mua ăn. Ôi, cô ơi bây giờ cái giờ cái chuyện đó nó đã lâu rồi đã qua rồi thôi mình cũng đừng nhắc lại ha cô. Dạ bây giờ bỏ đi. Dạ, bỏ đi đừng đó. Cũng đừng nên nhắc lại tại vì cái chuyện gì nó có qua thì cho qua đi. Cho qua đi để dạ. Qua đi. Nhưng mà xài không được thấy tội luôn. Thấy chú Khối thấy tội nghiệp quá già thiệt nhưng mà có đạo đức. Dạ. Bây giờ có được chú Khối thì mạnh khỏe. Dạ. Tôi thấy ông này thấy tội nghiệp quá xong tà ở đó ông nói để đi cầu nguyện rồi nói chuyện thấy tội nghiệp quá. Tôi thì ở nếu mà tôi gặp ông thì tôi ở tới chết luôn thì tôi 1122 tôi như ta đó. Thấy người nghèo tôi tội nghiệp lắm giàu tôi thì không chịu đó. Nếu mà ông gặp ông Khối tôi nghĩ thôi tôi mặc cỡ tôi lên này mặc cỡ lắm. Thì chừng nữa nếu mà cô quyết định thì cái đó là quyền của cô chứ đây con không có làm mai cho cô nghe con nói trước nghe. Trời ơi tôi biết mà tổ tiên quay ăn lâu rồi con là làm đàng hoàng chứ con không làm tào lao mà có nhiều người không hiểu con thì nói con tại vì cái đó là cái nhu cầu của mỗi người con không có quyền để mà cấm cản đó. Dạ. Con không quyền cấm còn cô thì điện con không gài mấy ngày nay rồi nhưng con cũng bận với thằng con cũng không ấy mà ai biết cô điện chuyện gì ai ngờ đâu bữa nay con mới biết là cô muốn kết nối chú Khối đó. Dạ. Cậu Khương vậy đó còn làm với cậu Tiến không Khương á? Không cô không bây giờ con làm chỉ có nên nè chứ không làm chung không Tiên đang khô nữa trời ơi. Khô gì cái gì vậy? Cá sặc hay cái gì? Cá sặc gần với cá lóc, lạc xưởng với cái dứa. Đem lại đâu lại bán cà mau hả? Người ta để mối hả cậu Tiến? Không có gì như con nói gì nè, cái lấy số điện thoại điện cho con rồi cho địa chỉ con chuyển lại tới nhà. Dạ. Vậy cậu Tiến nhắn tin là tôi lấy viết. Tôi cũng cậu Tiến ơi tôi ở đó chứ tôi không có tào lao gì. Một 22 chứ không có như ta. Thật tình lắm, tổ tiên biết tôi sẵn rồi. Tôi thật tình lắm. Tôi chiên cái gì ông hay phạm ấy, tôi cô, lên cô, qua. Cô tên gì con quên rồi. Tôi tên Mảnh. Mà cô, tôi thích ra cái kỳ tư không à. Cô Mảnh. Dạ. Cô Bạc Liêu á. Dạ dạ. Ở Bạc Liêu. Dạ. Con quên lâu quá rồi, con cũng không có nhớ nữa. Cậu Tiên đâu biết, nhưng mà tôi có cậu Tiên một người sao tôi không quên, tôi không nhớ hoài mà. Dạ, con thì không tiếp có... con tiếp xúc nhiều người nên con không thể nào nhớ nổi. Đám cưới, dùng đám cưới cho, rồi dạ. Đi tới, mà không có cho gì hết chứ. Tôi nói thôi, tôi không cần gì đâu. Nếu gặp người ta khác nhà thì sạch sẽ, người ta đi rồi mà tôi thấy tội nghiệp quá, ông cũng được. Nhưng bây giờ ông gì đi tu, tính cho tôi ở đi tu, trời ơi. Bờ người, tôi nói, ủa cái nước kia sao mà đi tu? Rồi con Liêm nói, ủa chị Tư ơi, chị Tư ơi, đi tu, chị Tư sợ không nghỉ, người ta ủa, sao kết nối gì đi tu, cha nội ơi. Để tôi đi lên thành phố Đà làm, để nghe mấy người kia nói với cậu gì đó. Cậu gì đó cũng làm với cậu Tiến, cậu gì nó quên mẹ Hương. Dạ. Má tôi mở, tôi thấy hết trơn rồi, tôi nói trời ơi, tự nhiên người bà này dân tộc hiền quá. Mua ba lóc ăn ba bốn con, có ăn ba bốn ngày tôi thiệt hả thiệt thiệt. Nhưng mà mua bí mua gỡ gì nấu canh ông cũng la rồi nước uống nước xong bơm lại nấu cơm ăn cho nên ơi để tôi đi con nhỏ đó cho nó bệnh tôi hay tạo gió tắt gió cho nó thì nó thì Tư ơi dì Tư ơi dì Tư có mà uống nước lại gánh hai ba đôi đi tôi nói anh ơi để anh đi gánh nước làm nước xong á ỉa đó uống đó ở đây cái sống á bà sạch quá bà sạch đó bà ăn đâu ăn đi trời ơi nạt cho tôi
rồi bà ông này ở ngày ngày ở dưới gốc cây á, ông nói chuyện với bà nào bằng áo dây 50 tuổi, anh em người ta học hết trơn, nó từ ông nghe ông Phạm nói chuyện với bà nào anh em thì tôi hỏi anh nói rồi sáng giờ ông vô nhà gì ông nói chuyện với ai, ông nói với anh em, nói với em thôi. Trời ơi, tôi không có ghen đó, thì mình kết nối mà nếu mà gặp thì thương nhau tới già, còn người ta bỏ mình thì kệ, tôi không chắc nữa. Tôi coi thế mở rồi tôi coi hậu tiến với ông nói chuyện cái vụ mọc trắng trẹo rồi dép đẹp đó, tôi coi vậy thôi mà tôi không có để ý coi ông này không được lại không được lên này mắc sợ ta muốn chết rồi, không phải mà dễ đâu, lên người ta chửi nữa, tào lao người ta chửi, không phải dễ đâu, mắc sợ quá cậu Tiến ơi, mà không lên thì ở một mình buồn quá. Giờ nói chung ra con bây giờ con nói thiệt chứ cô, thật sự ra mà nói thì bây giờ làm sao cũng không vừa lòng người chẳng á, 9 người tới 10 rưỡi lận nên mình không ở vừa lòng người được. Dạ rồi nếu mà tôi khôi thì kết nối được thì tôi đi nhà cậu Tiến, nhưng mà ông nào tôi chịu đâu tào lao gì không à, thấy mở cái làm rễ làm gì không, nhà có gì nhà cửa gì, ôi rồi đàn bà cũng gì, nước bãi nước Mỹ. Trời ơi, Việt Nam không lấy đâu, đừng có buồn với em ấy. Trời ơi, ghê quá. Mình đi kết nối, mình chọn ông nào thì mình chăm sóc nhau tới già, tuổi già đi, đừng có tham lam quá. Tôi không có, tôi không lấy vợ giàu đó, tôi nghèo nghèo, tôi thấy ông có tôi tội nghiệp quá trời. Trời ơi, tôi ai mà gặp tôi thì có nước, ông Hải Phạm nè, đi xin xịn, ông tạm tôi đi. Ông bẻ lá mít la gì á, là gì bự của nhà con Liên. Lại tôi nấu nước xong, tôi tắt gió cho ông, tôi bấm nguyệt. Quần áo tôi để dây thun hết trơn luôn, rồi tôi giặt quần áo khác, quần áo ông tu tôi giặt khác, mà cái nào nở ông khi đi tu khinh bỏ tôi, bây giờ tôi sợ quá, tôi sợ người lừa đảo, tôi sợ quá. Cô Tiến ơi thì cậu khối này là ông thấy già mà ông được, ông nói chuyện có tình cảm, tôi sống tới già tới chết cũng được. Mấy ngày đi chị ở Sóc Trăng, chị ta sơ gan sổ chướng đó, chị thuốc mà tôi đâu có lấy tiền bạc đâu chị. Người ta viết to, người ta đi chị ơn, đâu có lấy tiền. Mà lên mạng, người ta nói, ôi bà này biết thuốc vậy, thì nói kệ tôi làm phước. Ai nói tôi không biết, mà tôi chỉ ta. Tôi hay làm phước lắm. Ai nói đi, mình không có thì thôi. Bây giờ thì cô chút nữa con nhắn cái địa chỉ cho, thì cô có suy nghĩ kỹ lại đi. Đi rồi cho số chú Khôi đó, rồi tôi nhắn tin tôi đi địa chỉ đó, thuộc nốt tại viết đây rồi tôi lấy viết viết lấy giấy chứ tôi không có nhớ được đâu, tôi ở đâu ở đó chứ. Rồi thấy ông Thành ông gì đó tào lao ghê quá, tôi sợ lắm. Thật tình sao đi, tôi nghèo cũng được đó, giờ không có gạo ăn cũng được đó, thiệt nấu cháo một năm tôi ăn được rồi, tôi không cầm giàu đâu. Cô quyết định ha. Dạ. Con hỏi lại chú Khối coi nếu mà được đó thì con cho cô hay tôi cà lên. Dạ, rồi lên cái chỗ cậu Tiến. Rồi nói chuyện với ổng, tôi lên rồi tôi viết địa chỉ, tôi nhắn tin nè. Tôi lấy viết. Tôi dốt á mà tôi không có cái vụ mà đi đường đi về đường này đường kia tôi đâu có biết đâu. Dạ. Lanh lợi đâu không có đâu, cầm tin. Dạ. Dạ. Vậy chào ha, chào cậu.